Phần 3. Những đứa con bị nguyện rùa. Chương 11. Tiếng khóc trong đêm. Bác Hạ Phi là một người rất vui tính và tốt bụng. Trong làng ai cũng quý mến bác. Cứ thấy bác là mọi người đều nghiện nợ chào hỏi. Nhưng hôm nay ai chào bác cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Bác đang rất lo. Sáng nay con trai bác vừa rớt xuống ao, may mà thoát chết. Chỉ có điều đến giờ cu cậu vẫn còn chưa tỉnh lại. Bác vừa đi cắt thuốc vẹt, căn nhà của bác nằm ngay giữa làng, là do ông bố vợ để lại cho vợ chồng bác. Nhà khá rộng, lợp ngói khang trang. Phía sau nhà còn có một khoảng vườn và một cái ao. Thằng con bác chả hiểu thế nào lại ngã ngay, nghe vợ kể, hai mẹ con đang ngộ cỏ, trồng rau trong vườn thì thằng con bác bất ngờ đứng lên khóc hú hú. Vợ bác đang sướng sợ chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó chạy thẳng ra ao. Lúc vợ bác chạy theo thì thằng con bác vợ bác vừa hô hào hàng xóm, vừa lội xuống vớt con lên. Ông lang hỏi đến, sơ cứu xong bảo thằng bé vẫn còn sống, nhưng cho đến lúc bác ở ngoài đồng về thì nó vẫn không tỉnh lại. Thế là bác phải chạy ù ra chợ, cắt một đơn thuốc. Vừa đi bác vừa thợ dài, đúng là họ vô đơn chí. Số tiền thuốc đáng giá bằng tiền ăn của cả nhà trong một tháng. Đêm nay bác trông con thay cho vợ. Vợ bác cũng đã mệt rồi, nghe tiếng con vẫn thợ đều đều bác hạ phi yên tâm ra sân đi một vòng cho mát bác cầm lấy ống điếu châm một điếu thuốc lào rít khoan khoái hôm nay trăng cũng không sáng lắm còn mấy ngày nữa mới đến dặm bác hạ phi cất ống điếu định đi vào nhà thì thấy ngoài bờ rào thấp thoáng bóng ai đó bác hỏi to ai đang ở ngoài kia đấy người đó không đáp bác hạ phi tượng trộm vớ ngay cái cuốc vẫn dựng bên hè đi ra Bác hỏi to hơn, ai đang ở ngoài kia đấy? Vẫn chẳng có tiếng trả lời. Lúc bác ra đến nơi thì mới thấy rõ. Người đó mặc một bộ đồ kiểu tướng quân thời xưa, khoác một chiếc áo choàng trắng. Mái tóc dài phủ kín khuôn mặt. Bác Hạc Phi sợ quá. Đây là lần đầu bác thấy một con ma. Con ma nhìn bác, mắt nó xanh lét như mắt mèo, sáng quắc trong đêm tối. Đột nhiên nó khóc hu hu, rồi dọn bác, thế rồi con ma biến mất bác hạ phi sợ quá chạy vào nhà đóng kín cửa lại bác thắp cho ông bà tổ tiên nén hương mong ông bà phù hộ đêm đó bác hạ phi không ngủ được thỉnh thoảng bác lại ra ngoài nhọn qua ngày hôm sau bác hạ phi luôn ở trong tình trạng căng thẳng vợ hỏi gì bác cũng gắt bác đang nhớ tới lời con ma đêm qua chỉ có điều nghĩ đi nghĩ lại bác cũng chả biết mình phái nhà con ma lúc nào cho đến chiều thì vợ chồng bác vẫn không việc gì. Thằng con thì đã cử động được ngón tay ông lang hỏi sang xem bảo đấy là hiện tượng tốt. Bác hạ phi thợ phào, có lẽ ông bà phù hộ, hoặc con ma không đủ thiêng. Người nhà bác chả có ai gặp chuyện. Đột nhiên bác hạ phi nghe thấy trong xóm có người kêu, ốm giời ơi, ai cứu thằng cháu tôi với. Bác nhận ra ngay giọng bà pha hàng xóm. Bác vội vớ lấy cái cuốc chạy sang nhà bà Pha nhỏ và lụt sụp hơn nhà bác nhiều. Hàng rào cũng lưa thưa chứ không rộng như bên nhà bác. Lúc bác Hạ Phi chạy vào thì bà Pha vẫn đang hí húi trong bếp. Đến cửa, bác thấy thằng cháu quyến cháu bà đang thò chân, lửa. Nó khóc hú hú. Bà Pha đang cố kéo nó ra nhưng không thể kéo nổi thằng cháu đang tuột bẹ gãy rừng trâu. Bác Hạc Phi vội vã xông vào giúp bà Pha một tay. Ôi trao thằng cháu bà sao mà khỏi thế bác bực mình ôm chân thẳng quyến vật cho cu cậu ngã xuống. Sau đó bác mới xúc nách kéo nó ra khỏi căn bếp. Kỳ lạ thay sau khi rút chân ra khỏi lửa, thằng bé bỗng im bật, không còn khóc nữa. Nó rên dị kêu đau rồi ngất đi. Lúc này hàng xóm cũng có người đến. Biết tình hình, họ vội đi mời ông lang hỏi. Ông lang đến khám xong, bảo chân thằng bé bị bọt nặng, có thể phải đưa lên huyện để cưa. Bà pha khóc sướt mướt bố mẹ thằng bé mất sớm, hai bà cháu sống dựa vào nhau. Thằng Quyến là hy vọng của bà. Từ bé nó đang chăm ngoan, biết thương bà. Bà đang hy vọng năm sau kiếm được đám nào cho nó lấy vợ. Nó mà tàn tật thì ai có. Bác Hạ Phi cũng mùi lòng. Thằng Quyến hơn thằng con bác hai tuổi. Hai đứa chơi với nhau rất thân. Giờ thì cả hai thằng đều sống dở, chết dở. Bác và mấy người nửa ở lại ăn ủi bà pha đến suốt đêm cơm cháo giúp bà. Khổ, nhà bà nghèo người quá. Đến tối mịt bà pha đỡ hơn nhiều, bác và hàng xóm mới chào về. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì bác nghe ông viên ở đối diện với nhà bác kêu lên, ô hay gần nửa đêm rồi còn có ai. Đúng là có tiếng khóc thật. Lúc này tiếng khóc to và rõ hơn. Mấy người hàng xóm bèn đi ra chỗ có tiếng khóc. Dưới bóng trăng, bác nhìn thấy con ma đêm qua đang đứng bên hàng rào nhà bà pha hai mắt nó vẫn sáng và xanh lét. Nó lại nói với mọi người nguyên si câu hôm qua đã nói với bác, bọn mày không trả lại nhà cho tao thì tao giết hết bọn mày. Bác sợ quá, hét lên, mà, ma rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Mấy người hàng xóm cũng chạy. Ai nấy về nhà mình đóng cửa cải then, lên giường trùm chăn kín mít. Hôm sau, lúc bác bà phì ra khỏi nhà thì ai ai cũng biết chuyện làng ta có mà. Một đồn mười trăm, con ma trở nên khủng khiếp và đáng sợ. Các cụ già trong làng bạn cách làm lễ cúng sơn thần thổ địa, ông bà tổ tiên nhưng các cụ chưa kịp làm thì chưa hôm đó, con ma lại đến bắt người. Lần này đến lượt nhà bà Trịnh giàu có ở ờ. cuối làng. Thằng cháu, con của anh trai bà đi chăn trâu bị trâu hút thụng bụng. Lúc người trong làng đưa nó về nhà, ông lang hỏi đến thì chẳng cứu nổi nữa. Bác Hạ Phi nghe nói trước khi chết, nó cũng khóc hú hú như thằng con bác. Tối hôm đó nhà bà Trịnh tổ chức đám mà to nhưng chả có mấy người dám đến. Bọn họ sợ bị ma ám. Chỉ có bác Hạ phi vẫn nhiệt tình giúp đỡ, bác tham gia dự mái che, nấu chè xanh, dọn bàn ghế. Bà Trịnh cảm động lắm. Bà bảo lúc khó khăn hoạn nạn mới gặp chân tình. Bà cứ khen làng bác Hạ phi xấu hổ. Thực ra động cơ của bác không trong sáng đến thế giúp bà chị là việc phụ. Việc chính của bác là xem nửa đêm có. Đêm đã khuya lắm. Bà Trịnh và anh trai khuyên bác Hạ Phi về nhà mà bác không chịu. Bọn họ đành lấy trẻ xanh cho bác ngồi nhâm nhi bên sân. Bác Hạ Phi vẫn chăm chăm nhìn sang hàng rào nhà bà Trịnh, chờ con ma hiện lên. Quái lạ, thường thì giờ này nó đã đến rồi, sao hôm nay vẫn không thấy? Bác Hạ Phi chợt nghe thấy tiếng vo ve bên tai. Bác vỗ tay đánh đốt một cái chết mày một con muỗi to bụng đầy máu bẹp dí trong bàn tay bác rồi bác lại ngoạn nhìn ra ngoài đêm nay trăng sáng lắm cả sân vườn nhà bà chỉnh hầu như không có góc nào bác không nhìn thấy được rồi có tiếng chân người thì ra cháu gái bà chỉnh nấu bữa khuya cho mọi người bưng cho bác một bát bác lợi sợ cảm ơn khen con bé ngoan và thảo con bé ngược giữ cúi đầu Bác giơ tay lên đỡ bác cháu thì choang con bé thả bác cháu xuống sàn. Bác Hạc Phi sửng sốt chưa hiểu chuyện gì thì thấy cháu, miệng lắp bác kêu, mà, có ma rồi chạy biến vào trong nhà. Bác Hạc Phi sợ lắm. Bác nhìn lại mình, vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Bác quay lại sau. Khuôn mặt trắng của con ma chỉ cách mặt bác khoảng hai gang. Nó đứng ngay sau bác từ bao giờ mà bác không biết. Đây là lần đầu tiên bác gần một con ma đến thế. Bác định chạy thì con ma khóc lên hú hú. Cái miệng của nó ngoác ra như cái bát tô làm bác sợ chết khiếp. Thế rồi nó vẫn nói câu cũ rồi biến mất bỏ lại bác Hạ Phi đang run lẩy bẩy. Chương 12: Chuyện thầy bắt ma. Sáng hôm sau bác Hạ Phi dậy sớm lắm. Bác đi tìm cụ Tốn. Cụ năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Trước kia cụ làm nghề buôn bán đi khắp các miệng biết nhiều chuyện lạ nhà cụ nằm đối lưng với nhà bác lúc bác đến thì cụ đang tị cây trong vườn thấy bác cụ cười anh phi đấy hử đi đâu mà sớm thế bác hạc phi chắp tay chào cụ ạ à. hôm nay con sang đây có việc hỏi cụ cụ tốn thong dong đi vào cụ nói với bác anh vào nhà ngồi tôi rửa tay cái đã bác hạc phi giả dạ một tiếng rồi đi vào nhà cụ tốn to nhất lặng trong nhà không phải nện trông rất sạch sẽ bác hạc phi chưa ngồi thì thấy cụ đã đi vào cụ nói ngồi đi làm gì mà đứng mãn thế bác hạc phi ngồi vào ghế cụ rót nước cho bác uống trà nhà cụ thơm ới là thơm uống bác hạc phi bắt đầu kể chuyện cho cụ nghe từ chuyện con bác đến chuyện cháu bà pha rồi đến cháu bà trịnh cụ tốn nghe xong cau mày không nói gì một lát sau cụ đứng lên, đi xuống nhà dưới gọi cháu, thằng cu đâu. Đến ông bảo, thằng bé nhà cụ mới tám tuổi, tóc còn cắt ba trọn trái đảo, lon ton chạy đến. Cụ dặn cháu, mày sang nhà cụ vượt, cụ khuya, cụ tài mời các cụ ấy sang đây uống nước. Thằng cháu nghe chưa hết đã vâng vâng, cụ tốn nói với theo, phải chào hỏi lễ phép đấy nghe chưa. Rồi cụ lại lên tiếp chuyện bác Hạ Phi một lát sau ba cụ già có vai vế nhất trong làng lần lượt tới đủ. Cụ tốn bảo bác Hạ Phi kể lại một lần cho mọi người nghe. Bác Hạ Phi kể xong, cụ tốn mới nói với ba cụ còn lại, các cụ ạ, à, trước tôi không biết chuyện, cho là cũng có thể giải được hạ. Sau nghe anh Phi nói mới biết, mình đã sai lầm lớn. Những thứ thế này chỉ có thể mời thầy đến trực, chúng ta người trần mắt thịt, không thể giải quyết nổi đâu. Bà cụ kia nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Cụ tốn lúc này mới nói, tôi nghe làng bên có ông thầy bói biết bắt ma trừ quỷ. Anh phi chịu khó sang đấy một chuyến. Tiền lễ, tiền công cho thầy làm ra. Anh có chịu không? Bác Hạ Phi nghe vậy mừng quá, gật đầu lia lị. Nhà bác có người bị ma ám, bây giờ mời thầy về mà không tốn tiền, tại sao bác lại không chịu? Thế là cụ tốn suốt tiền cho bác đi mua lễ bác phi ra chợ mua cái đầu lợn cau chậu và một ít hoa quả rồi đi sang làng bên nhà ông thầy bói nằm sau mé đồi gần một vùng cọ tranh lớn lúc bác đến ông thầy bói đang chậu mông trên giường vẽ bùa Buồn bù của ông loàng hoàng những thứ mà bác chẳng hiểu gì bác hạ phi lễ phép chào ông nói rõ ý đồ đến ông thầy khoan chân nhận lễ vật rồi hỏi bác trừ ma xong thì được bao nhiêu tiền ông thầy lắc đầu bảo phải 20 sâu ông mới chịu. Hai người cò kèm mặc cả một lúc lâu mới đem giá định ở 14 sâu dưới. Ông thầy bói sai bác hạ phi vào trong làng mua một con chó mực. Gạo muối, tiền vàng, hương đèn. Sám đủ lễ vật rồi bác hạ phi gánh lễ đi trước, ông cắp dọ đi sau, hai người trở về làng. Mới lên cổng làng, chưa kịp đặt gánh xuống nghỉ chân thì bác hạ phi đã thấy con bé cháu bà trịch, thấy bác con bé liền mách con thầy lang hỏi lúc chưa đi bắt chim bị rơi từ trên cây xuống trong lúc mấy đứa khác khiêng nó về thằng bé cứ khóc hu hu thầy lang hỏi thấy con khóc tưởng nó vẫn không làm sao ai ngờ bắt mặt xong mới biết nó sắp chết thầy vội vàng dùng phương thuốc ra chuyện cho nó uống đến giờ thằng bé nhà thầy lang vẫn không biết sống chết thế nào nghe thế ông thầy bói bảo bác hạ phi gánh ngay lễ vật vào nhà thầy lang hỏi Thầy lang hỏi lúc này đang lậm bẩm cầu các cụ phù hộ cho con, thấy bác Hạ Phi và thầy bói vào không biết làm sao. Nghe bác Hạ Phi giải thích, thầy lang mới hỏi thầy bói có cần thêm gì nữa không? Ông thầy bói bảo chưa cần. Rồi bắt đầu lập bàn thờ cúng dạy hạ ngay trước cửa nhà. Ông cúng một mặt từ chiều đến tối mới nghỉ. Đến đêm ông sai bác Hạ Phi làm thị con chó mực, máu đựng vào trong cái bát tô to. Bác Hạc Phi chưa từng giết chó bao giờ. May thay có ông lang hỏi biết việc. Ông cắt tiết rất nhanh. Bác Hạc Phi chỉ phải làm mỗi việc đẻ con chó, sau đó bưng bát máu ra cho thầy, lang. Bên ngoài trời vẫn tối om om. Tất cả mọi người đều tắt đèn hết. Nhất là mấy nhà bên cạnh nhà thầy lang hỏi thì càng đóng kín cửa vì sợ ma đến tìm. Đêm vắng. Tiếng bụi tre xào xạc cũng khiến người ta liên tưởng đến mọi thứ Bác Hạ Phi mắc tiệu mà chẳng dám ra ngoài. Bác cứ đến bên cửa sổ nhìn ra. Chờ một lúc lâu, bác nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc ban đầu chỉ rầm dĩ như tiếng dế kêu, rồi to giận. Tiếng khóc nã nẻ làm những ai nghe được đều sợn cả tóc gáy. Bác Hạ Phi ra sân. Bác muốn xem ông thầy bói bắt ma kiểu gì. Ông thầy bói lúc mới nghe tiếng khóc thì đã xăm xăm ra vườn. Nhìn thấy con ma ông không sợ hãi gì mà đi vòng quanh nó, cắm bốn cái lá cờ giấy nho nhỏ. Sau đó ông bưng bát máu chó dội ngay vào chỗ nó đứng. Kỳ lạ thay con ma sau khi nói câu quen thuộc không biến mất như mọi lần mà vẫn đứng lại. Ông thầy bói bắt đầu thắp hương, múa kiếm, bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú. Ông đọc rất nhanh làm bác Hạ Phi chỉ nghe được đoạn cuối, âm binh âm tướng mau vẻ nghe lệnh thế rồi xung quanh ông thầy bói gió nổi lên vụ vụ làm bác hạc phi há hốc miệng. Ông thầy bói lúc này quần áo tung bay. Một tay bắt quyết, một tay vung kiếm chỉ vào con ma hô lên, diệt nó. Một cơn gió lạnh thổi qua. Con ma liền biến mất. Bác hạc phi thấy thần kỳ quá, cứ đứng sướng sở giữa sân, mãi đến lúc ông thầy bói gọi bác mới tỉnh ra, lẽn đẽn theo ông vào nhà. Thầy lăng e lúc này mới ló mặt ra hỏi ông thầy bói tình hình thế nào hả thầy? Ông thầy bói đắc ý lắm, vuốt dâu nói, mặc dù con ma này tu luyện đã lâu, pháp lực cao siêu nhưng rất không may nó gặp phải, đành bó tay chịu chói. Rồi ông bảo thầy lang dọn chỗ cho ông ngủ. Thầy lang hỏi bán tín bán nghi dọn giường, chạy chăn cho ông. Đêm đó thầy lang hỏi cùng thức với bác Hạ Phi. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện. Bác kể cho thầy lang nghe chuyện diệt ma của ông thầy bói. Thầy lang hỏi khâm phục lắm. Hôm sau thầy lang hỏi nấu thịt chó đái ông thầy bói, nhưng ông không ăn. Ông nói con chó này ai ăn cũng được. Chỉ mỗi ông là không thể. Thế là bác Hạ Phi dẫn ông sang nhà bác, mổ gà thết đái ông. Vợ bác còn sang nhà cụ tốn xin ít rượu ngon về cho ông ngắm. Ông thầy bói vừa gặm thịt gà vừa kể chuyện xem bói. Bắt ma mấy năm qua cho vợ chồng bác nghe không biết ông nói có thật không mà vợ bác tin xé cổ, còn mang tiền cầu ông bói cho con trai bác một quẻ. Ông thầy bảo ăn xong ông sẽ xem. Ăn uống xong, ông thầy lục trong giỏ lấy đồ, lấy ra một cái mai rùa cũ, trên có rất nhiều vết nứt ngang giọt. Sau đó ông hỏi vợ chồng bác chính xác muốn bói gì. Bác Hạ Phi thưa muốn xem xem thằng con của bác lần này hung cắt thế nào. Ông thầy bói quay quay cái mai rùa. Xem hoa văn xong, bắt đầu gây ra giấy cái gì đó. Rồi ông lậm nhậm tính, cuối cùng nói với hai vợ chồng bác, con của hai người gặp đại nạn về phần âm, sống chết chỉ ở một đường. May mà gặp cao nhân cứu nên mới thoát nạn. Vợ bác nghĩ cao nhân chắc là ông thầy bói rồi, cầu ông thầy giúp con bác. Ông thầy nói, cao nhân không phải là ông thầy, vì ông chỉ biết bắt ma và xem bói. Bác Hạ Phi thất vọng lắm, nhưng vẫn đặt đủ tiền lễ thêm cả 14 sâu dưới tiền công trừ ma của ông. Ông thầy cầm tiền bỗng khóc hú hú. Bác ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao ông khóc. Ông nói ngày xưa ông làm nghề cắt cỏ, không có tiền nên để vợ con đi tắt ao bắt cả. Ai ngờ hai mẹ con chết đuối cả. Giờ ông làm ra tiền lại không có ai cùng hưởng với ông. Bác Hạ Phi ăn ủi thầy, sắp chỗ cho thầy ngủ. Đến chiều, Bác Hạ Phi đang ở cổng nghe ngóng xem người trong làng có ai việc gì không thì. Bác quay vào nhà thì thấy vợ bảo, ông thầy trụn chăn khóc trong buồn. Bác nghĩ, chắc thầy lại nhớ vợ nhớ con rồi để yên cho thầy khóc. Ai ngờ thầy khóc cả canh giờ vẫn không ngừng. Lúc này bác Hạ Phi mới cảm thấy giận. Bác không dám vào phòng ông thầy một mình mà gọi hàng xóm. Mấy người đàn ông, cả thầy lang hỏi cũng đến mọi người mới vào trong phòng thì ông thầy nín khóc. Mọi người đụng đẩy nhau nhiệm vụ mở chăn ra. Bác Hạ Phi đành phải nhận đây là nhà bác, bác không làm thì còn ai làm. Bác run như cậy xế, gión rén kéo tấm chăn ra khỏi người ông thầy. À, à, à. Từ trong nhà bác Hạ Phi, một tiếng thét. Chương 13, chuyện thầy bắt ma tiếp. Bên dưới tấm chăn, ông thầy bói nằm trên một vũng máu trên cánh tay của thầy đầy những vết cứa, máu tươi đang chảy xuống tí tách. Tay kia của thầy vẫn cầm lấy con dao. Ông lang hỏi bắt mặt cho thầy thì nói không cứu được nữa. Bác Hạ Phi với mấy người hàng xóm đành phải tắm rửa rồi nhập quan cho thầy. Làm xong thì trời cũng đã tối. Mấy người bạn nhau sáng mai hãy sang làng bên báo tin. Từ ngày làng có ma, chả ai dám đi lại vào ban đêm đang nhai dở miếng cơm thì bác Hạ Phi nghe một ông hàng xóm kêu lên, mà, mà. Bác Hạ Phi vội ra sân. Vẫn là con ma cũ, vẫn bộ quần áo tức, vẫn mái tóc xóm che kín mặt, chỉ có điều lần này nó không khóc mà cười hẹn hẹn, mày máu rội tao, tao lấy máu rội mày. Nói rồi nó biến mất cũng không khóc than gì cả. Sáng hôm sau bác Hạ Phi chưa kịp sang làng bên báo tin thịt, ông hỏi về ông thầy bói nghe bác kể chuyện ông vào phòng ông lấy quan tài mà khóc em ơi là em ơi em không biết bắt ma mà còn ham tiền ham bạc của người ta làm gì ông khóc một lúc lâu rồi xin bác hạ phi mượn cho trong lúc chở người đi mua hòn ông kể chuyện nhà ông cho bác thì ra hai anh em ông cha mẹ đều mất sớm sống bằng nghề cắt cọ chăn bò một lần ông nhặt được một cuốn sách cổ rất đẹp ông về nhà nhờ đám trẻ biết thì ra trong sách có dạy về xem bói và trừ ma, hai anh em ông đều học được một ý từ đấy. Từ đấy em ông chuyện nghề xem bói cho người khác, còn ông vẫn giữ nghề cũ, chỉ thỉnh thoảng xem cho mình mà thôi. Đêm qua ông cảm giác có việc không lành nên lấy mạnh chút ra bói cỏ thi, thấy nói có người thân gặp nạn. Ông không vợ không con, chỉ có em ông là người thân nên chạy đến tìm em, mới biết em sang làng bên bắt mà. Ông lo lắm tờ mở sáng liền chạy sang bên này này. Bác Hạ Phi hỏi ông có biết cách nào bắt ma không? Ông nói trong sách chỉ ghi lại những phương pháp thông thường. Những con ma tiểu này phải mời đạo sĩ chuyên bắt ma xử lý. Bác Hạ Phi lại hỏi phải tìm đạo sĩ ở đâu? Ông nói ông cũng không biết, rồi ông bói cho bác một quẻ. Ông lấy tạm cái mai rủ của em ông, xem xem tính tính một lúc. Thế rồi ông dặn bác Hạ Phi trong ngày hôm nay đi về phía. Đến lúc gặp sông nước chặn đường thì dừng lại, kiểu gì cũng gặp được thầy trừ ma. Xong xuôi, ông ứ nước mắt kéo xe, chợ quan tài em ông về nhà. Bác Hạ Phi nghe ông nói bán tín bán nghi. Bác tìm sang nhà cụ tốn đệ, cũng chả mất gì. Thế là bác cơm nắm tay nại ra đi. Bác cứ men theo đường ruột đi về phía nam. Qua được ba cái làng thì bác gặp một con sông, cũng không rộng lắm nhưng không thể lội qua được thế là bác yên tâm tiếng gốc Gió trên sông mắt quá khiến bác ngủ quên lúc nào không hay. Đang ngon giấc thì có người đánh thức bác. Đó là một người trẻ tuổi, chắc chỉ tầm tầm thằng quý nhà bà pha. Hắn mặc một bộ quần áo kiểu cũ. Trước ngực có thêu hình bát quái gió to, lưng đeo một chiếc gùi lớn. Người đó hỏi bác đường đi đến huyện Phủ Lưu. Bác hạ phí bực bội ra mặt, cả tuần nay lần đầu tiên bác mới ngủ ngon đến vậy bác cầu nhạo mấy tiếng rồi cũng chỉ đường cho người thanh niên. Hắn lễ phép cảm ơn bác rồi đi thẳng. Bác hạ phi vương vai định đánh tiếp một giấc thì chợt nhớ ra nhiệm vụ mời thấy bắt mà. Quái lạ, ông kia bói cho bác đi đến nơi này sẽ gặp thầy, mà đến chiều rồi cũng vẫn chẳng thấy ai. Bác nghĩ chả lẽ người thanh niên kia là đạo sĩ trừ ma nhưng rồi bác tự phủ định ngay. Trước khi đi bác hỏi cụ tốn. Đạo sĩ trừ ma thường là người thế nào? có đặc điểm gì dễ nhận ra không? Cụ nói bói đạo sĩ trước giờ toàn là những ông già, trẻ nhất thì cũng phải tầm ngoài tuổi băm, bọn họ ăn mặc cư xử cũng rất khác người. Rất dễ thấy. Người thanh niên hồi nãy chỉ tầm 15-16, khuôn mặt sáng sủa, ăn nói lễ phép, ngoại trừ cái áo mặc hơi quái một tí thì chả khác gì thằng con bác ở nhà. Chỉ có điều từ sáng tới giờ bác chả gặp ai ngoài, thế là bác cũng đành thử một lần. Bác vừa gọi hắn vừa đuổi theo. Người thanh niên đã đi được một quãng xa, nhưng thấy bác đuổi theo thì hắn quay lại chờ bác. Đến lúc đuổi kịp thì bác Hạ Phi đã thở hồng hộp. Mồ hôi nhễ nhãi. Người thanh niên tháo chiếc mũ che rộng vành xuống quạt cho bác, hỏi bác có chuyện gì không. Bác Hạ Phi hộn hẹn hỏi hắn xem có phải đạo sĩ trừ ma không. Người thanh niên trả lời đúng. Bác Hạ Phi mừng lắm, mời hắn về làng bắt ma. Hắn cũng chẳng từ chối liền đi theo bác. Trên đường bác hạ phi kẻ đầu đuôi ngọt ngảnh cho hắn nghe, rồi hỏi hắn có sợ không. Hắn chỉ cười thật hiện mà không đáp. Hai người về đến làng thì trời cũng đã loạn choạng tối. Lúc về đến gốc đa đầu làng, bác thấy một cái bóng trắng đi đến chỗ bác. Bác sợ quá muốn chạy nhưng người thanh niên thì không nói không rằng vẫn đi tới. Lúc này cái bóng trắng đã đến gần. Hóa ra là con bé nhà bà Trịnh nó nói với bác, cụ tốn bảo cháu ra đón bác. Lần này đến lượt con nhà ông tử rồi bác ơi. Khổ thân nó làm nghề một, đóng hai chục cái đinh vào tay, giờ nó vẫn khóc hú hú ở nhà. Đạo sĩ trẻ bảo bác Hạc Phi dẫn hắn vào thẳng nhà ông tử. Hàng xóm đứng đầy ngoài cổng nhà ông. Họ đang bàn tán xôn xao. Thấy bác mang một gã thanh niên vẻ lặng, ánh mắt của họ đầy nghĩ. Họ chào bác, hỏi bác dẫn ai vào nhà ông tử đấy. Bác đáp ngắn gọn, thầy đấy. Đạo sĩ trẻ tuổi xin phép ông tử vào thăm con ông. Ông tử đang do dự thì bác hạ phí giới thiệu cho ông, ông liền vội vã mời thầy, còn sai con gái nấu nước cho thầy uống. Thằng con nhà ông tử đã được thầy lang băng bó và cho thuốc, nhưng nó vẫn khóc hú hú. Ai hỏi gì nó cũng không nói, chỉ khóc. Đạo sĩ trẻ đi vào, đầu tiên là dán bốn cái bùa bốn góc sau đó hắn bảo ông tử nấu nước xả và lá bưởi tắm cho con. Tắm xong thẳng cu con ông tử không khóc nữa, rên gì kêu đau rồi ngủ mất. Ông tử mừng lắm, giữ đạo sĩ lại ăn cơm nhưng hắn từ chối. Hắn bảo bác Hạc Phi dẫn sang nhà. Qua nhà bác, hắn cũng dán buộc rồi bảo vợ chồng bác nấu nước tắm cho con. Tắm xong vừa đặt lên giường thì thằng con bác kêu lên đòi uống nước. Vợ bác mừng lắm. Từ lúc rớt xuống ao, giờ mời thấy con nói được một câu. Thế rồi thầy bảo bác dẫn đi một vòng, sang nhà bà Pha, nhà bà Trịnh, nhà thầy lang hỏi, cuối cùng quay lại nhà ông tử. Lúc đi ra nhà thầy lang thì cũng đã gần nữa. Bác Hạc Phi khuyên thầy không nên vào nhà ông tử nữa con ma kiệu gì cũng đứng ở bờ rào nhà ông. Thầy chỉ cười nói, đi bắt ma mà sợ thì làm sao bắt. Rồi hai người đến nhà ông tử. Thầy cũng chẳng sai ông tử lập bàn thở sắp lễ lạc gì đẹp cũng cả, chỉ xin ông một cái chõng và một ấm nước, rồi ngồi uống trong sân. bác Hạ Phi khâm phục thầy lắm, tuổi trẻ mà gan lớn, bác cũng mon men ngồi uống nước với thầy. một lúc sau tiếng khóc lại vang lên, lần này to đến mức cả làng đều nghe thấy. thầy liền bỏ chén nước xuống, đi ra vườn. bác Hạ Phi cũng đi theo. quả nhiên con ma lại hiện lên nơi bờ, nó lại đứng khóc một lúc nói cái câu quen thuộc rồi biến mất thầy cũng không làm gì cả chỉ quan sát con ma ký càng, từ đầu đến chân từ chân lên đầu con ma biến rồi thầy bảo bác về đến nhà thầy không chê giường hẹp chui lên ngủ cùng bác thầy ngủ rất ngon có lẽ đi cả ngày thầy cũng mệt rồi sáng hôm sau bác hạ phi dậy rất sớm bác định làm con gà nấu cháo cho thầy bắt gà xong quay vào nhà thì bác thấy thầy đã dậy thầy hỏi bác buổi sáng bác có mắc việc gì không? Bác Hạc Phi vội trả lời là không. Thế là thầy nhờ bác đi mua cho thầy một con chó mực, với một ít tiền vàng, cao chậu. Thầy đưa cho bác Hạ Phi nửa nén bạc nhưng bác chối ngay. Ai lại lấy tiền của thầy bao giờ? Bác sáng nhà cụ tốn, nói rõ với cụ. Cụ tốn liền được, Lúc bác Hạ Phi gánh lồng gạt vặt chó về nhà thì không thấy thầy đâu. Vợ bác bảo thầy đi sang nhà bà pha rồi mãi đến trưa thầy mới về, hỏi thăm con bác đã tỉnh chưa. Nghe bác bảo chưa thì, lúc này vợ bác đã bưng mâm cơm lên. Vừa ăn thầy vừa nói chuyện thằng quyến cháu bà pha. Cu cậu hiện đã tỉnh, nhưng cơn đau và nỗi sợ khiến cu cậu chả nhớ được gì nhiều. Đang ăn cơm thì nhớ đến ông thầy bói, bác sợ lắm, vứt ngay đôi đũa xuống, chạy thẳng vào buồng. Chương 14, chuyện thầy bắt ma hết may quá thằng con bác không làm sao. Thấy bác Hạ Phi, nó ôm ngay lấy, bố ơi cứu con với. Rồi nó gục đầu vào ngực bác khóc dương dứt. Bác Hạ Phi dỗ mã nó mới nín. Rồi thằng cu con bác bắt đầu kể chuyện. Vào cái đêm trước ngày nó nhảy xuống a nó mơ thấy một con ma đến đòi nó trả nhà, còn dọn, bọn mày không trả lại nhà cho tao thì tao giết hết bọn mày. Thằng bé nghĩ chỉ là một giấc mơ bình thường nên không để ý lắm ai ngờ được hôm sau đang cút cọ tự nhiên nó thấy muốn khóc thế là nó khóc hu hu rồi nó muốn tắm ao và chạy ra ao sau đó thì nó không nhớ gì nữa lúc nãy cù cậu lại mơ thấy con ma nó đòi nhà sợ quá nên khóc thấy thằng bé nín thầy bắt đầu hỏi chuyện đầu tiên là vào ngày mà nó mơ thấy con ma đòi nhà thì làm gì Cù cậu nhớ lại rồi kể sáng đi làm cọ lúa với bố chưa thì đi đắp bờ tát nước bắt cá. Chiều thì mang châu lên đổi xin thả. Thầy hỏi bắt cá có những ai? Cu cậu đáp có mình với thằng quý Thầy lại hỏi mang châu lên đổi xin xong thì làm gì? Mấy thằng rủ nhau đi đào chuột đồng. Thầy hỏi có những ai? Cu cậu đáp có thằng cháu bà pha, con ông tử, con thầy lang hỏi và cháu bà Trịnh. Nghe xong thầy gật đầu vui vẻ, bảo bác Hạ Phi lấy giấy sau đó bảo thẳng con bác vẽ lại những chỗ đào chuột trên đồi mà nó còn nhớ được. Đến lúc này bác Hạ Phi mới hơi hiểu hiểu chuyện, bác dặn con nhớ cho ký vào rồi vẽ cho thầy. Đến chiều, thầy báo bác Hạ Phi đi mua một mảnh vải trắng, chặt thêm một cây tre dài rồi mang lên đồi cho thầy. Lúc bác Hạ Phi lên đồi thì thấy thầy đang tính toán cái gì đấy. Thấy bác, thầy bảo bác chặt cậy tre ra làm nhiều khúc. Còn thầy thì lấy cái kéo không biết mượn của ai bắt đầu cắt vải thành những mảnh vuông nhỏ. Sau đó bác và thầy bắt đầu buộc vải, làm thành những lá cờ nho nhỏ. Bác Hạ Phi hỏi thầy cờ để làm gì? Thầy bảo để đánh dấu những chỗ bọt. Hai người vừa tỉ vừa cắm cờ, mãi đến giờ cơm mới về nhà. Tối hôm đó, thầy dắt theo con chó mực, một tay cầm lồng gạ đi lên đồi. Bác Hạ Phi gọi thêm hai thằng cháu đi cùng cho đỡ sợ. Bác gánh lễu còn cút xẹp, đèn đuốc, giao hết cho hai đứa. Đội xin ban đêm không hề vắng lặng. Tiếng dế tiếng côn trùng kêu dạ dìu, Tiếng gió lao sao trên các bụi cây. Hai đứa cháu của bác Hạ Phi cứ đi sát vào người bác. Hơi thở của chúng phả vào gáy nóng gian. Thỉnh thoảng hai đứa còn ngó về phía sau xem có ai đi theo không. Đột nhiên hai đứa giật mình đánh vót, run giọng bảo bác, cậu ơi, đằng kia có cái gì trăng trắng bác hạng phi cũng sợ bác nheo mắt nhìn kỹ đúng là giữa những lùn cây có cái gì đó thầy thì dường như không thấy gì đi cứ phằng phăng bác hạng phi thấy thầy đã đi trước vội đuổi theo bác cũng kệ có thầy rồi thì sợ gì bác tự nhủ mình thế bọn họ đi vòng qua các bụi cây vào chỗ đánh dấu hồi triệu bác hạng phi mới ngớ ra cái vật trăng trắng hồi nãy là mấy lá cờ bác đánh dấu hồi triệu bác gõ cho hai đứa cháu một cái vào chán mắng tụi bây làm cậu sợ hết hồn mấy đứa cháu cười gượng chúng có vẻ đỡ sợ hơn lúc này thầy đang dẫn chó đi qua các lá cờ đột nhiên con chó bỗng sủa gâu gâu con gà tự nhiên gáy te te thầy dừng lại bảo bác hạ phi đặt gánh xuống châm cho thầy một bó hương rồi thầy vái mấy cái bắt đầu khấn trẻ nhỏ còn dại không biết chỗ ông nằm lỡ xúc phạm đến ông nay bẩn đạo đi ngang qua, biết được nguồn cơn, đến thắp nén hương xin ông được sửa nhà. Cậu mong ông thương tỉnh, tha cho đám nhỏ trong làng. Bẩn đạo người trần mắt thị, có gì khiếm khuyết? Mong ông chỉ bảo cho. Rồi thầy cắm hương xuống ngay cạnh lá cờ. Cả bó hương đỏ rực bỗng tắt ngấm. Con chó lại sủa gâu gâu. Thầy vui mừng nói với bác Hà Phi. Được rồi, mau lấp đất ở mấy cái mấy đứa cháu vội xúc đất ở nơi khác đến lấp đầy lỗ đạo chuột thầy bắt đầu soạn lễ cúng cũng khá nhanh và đơn giản cuối cùng thầy lấy cái đĩ và hai đồng tiền ra xin âm dương lem kem bác hạ phi vương cổ nhịn nhất âm nhất dương thầy hài lòng lắm bảo bác hó tiền vàng đi rồi tất cả cùng về đêm đó con ma không hiện lên khóc lóc nữa ngày hôm sau cả làng cũng bình yên như cháu bà pha con ông tử, con thầy lang hỏi đều đỡ hẳn. Đến tối, cả làng làng mâm cúng tổ tiên và ăn mừng thoát nạn. Bác Hạ Phi chưa kịp mời thầy thì đã cụ tốn kéo thầy lên ngồi mâm trên. Ăn xong, mọi người ra ngồi uống nước. Các cụ mới hỏi thầy chuyện đầu đuôi ra sao. Thầy bảo lúc thầy về làng, cảm thấy trong nhà những người bị nạn đều không có âm khí. Chỉ có trên giường mấy đứa bị ám mới có nhiều. Thầy liền dán bùa xua âm khí đi rồi cho tám gội sạch sẽ mấy đứa liền tỉnh lại thầy bắt đầu tìm hiểu nguồn cơn sự việc may mà con bác hạ phi nhớ rất rõ mọi chuyện nên việc tiếp theo hết sức đơn giản mấy đứa kia đào nhà con ma ở đâu thì thầy lấp ở đấy con ma cũng không khó tính gì đồng ý cho thầy sửa sai dù các cụ mới hỏi thầy có thể diệt trừ luôn con ma được không thầy bảo việc đấy cũng không khó nhưng thầy xem phong thủy thấy làng mình gối đầu lên đội sim, con ma trên đội hẳn đã canh gác cho làng từ rất lâu, khiến cho làng bao đời nay tránh được tà ma xâm lấn, bệnh tật hoàn hạng. Lần này nếu không phải do người làng, thì chắc hẳn một trăm năm nữa làng cũng sẽ vẫn bình an. Các cụ nghe xong liền đặt ra quy định cho người trong làng, từ nay cấm mọi người đạo bới hoặc lấy đất trên đồi sim, bất kể để làm việc gì, xong rồi cụ tốn mới hỏi thầy tiện công trừ ma lợn này hết bao nhiêu? thầy cười nói trước giờ phái phổ linh của thầy cấm không được đòi tiền trừ ma. bận thế, sau khi thầy về ngủ rồi, các cụ vẫn phải bạn xem. Nên. sáng hôm sau lúc các cụ chưa thu xếp xong chuyện tiện công đức thì thầy đã đi rồi. chỉ có mỗi vợ chồng bác Hạ Phi đưa tiếng thầy ra đến gốc đa đầu làng, thầy bảo bác Hạ Phi không cần tiếng nữa. rồi dặn bác lần trước lên đội sim, bận đạo phát hiện có rất nhiều âm sát khí. Ngày xưa trên đội chắc chắn đã có một trận đánh nhau thảm khốc. Con ma có thể là một vị tướng hy sinh, được binh lính chôn cất. Bận đạo thấy bác có rất duyên với con ma. Nếu bác có lòng, hàng năm ngày rằm tháng 7, bác lên đội làm lễ cúng con ma và đồng đội của nó, con ma sẽ phù hộ cho bác và gia đình quanh năm mạnh khỏi. Không hề gặp phải bất cứ bên tật gì bác hạ phi tin lời thầy, từ nay về sau cứ rằng tháng 7, bác và cả nhà lại lên đội cúng con ma và những người chết ở đấy. mãi cho tới tận ngày bác mất. Cả nhà bác tự con đến cháu đều rất khỏi mạnh, đến những bệnh dâu dị như hắt hơi sổ mũi cũng không bị bao giờ. Chương 15, Thiên Nhãn Chuyến đi đến phủ lưu của Minh Khánh không thành. Hắn phải quay lại huyện Tân Phúc vì một lý do đặc biệt, hắn bị mù hắn bắt đầu thuê một phòng trọ dài hạn trong thành, tập làm quen dần với bóng tối và cây gật dò đường. Minh Khánh cũng không quá lo sợ. Hắn biết bẹt mù của mình chỉ xuất hiện trong thời gian hắn ứng tiếp. Mà trước khi hắn xuống núi, sư phụ hắn đã giảng việc ứng tiếp cho hắn nghe. Tất cả mọi kinh nghiệm về mở thiên nhãn. Ông đều truyền thụ cho hắn mà không giấu đi bất cứ điều gì. Khi có đủ 50 năm công đức, dương nhãn con mắt nhìn trời đất cây cỏ, con người mất đi, âm nhãn con mắt nhìn thấy âm hồn. Quỷ vật, tà khí liền mở ra. Khoảng thời gian mà cuộc sống âm dương đạo lộ này chính là kiếp. Ứng kiếp tức là vượt qua được khoảng khó khăn này, đồng thời hợp nhất được âm nhãn và dương nhãn. Hắn từng hỏi sư phụ thiên nhãn có kỳ diệu không? Sư phụ nói thiên nhãn không phải là mắt của trời, của ngọc hoàng thượng đế, có thể nhìn bốn phương tám hương, bao quát hàng vạn dặm thiên nhãn cũng không phải mắt của Phật tổ Như Lai. Của quan thế âm Bồ Tát, có thể nhìn thấu nhân quả, quá khứ và tương lai con người. Thiên nhãn có một cách gọi khác là âm dương nhãn, tức là một con mắt có thể nhìn thấy cả phần âm và phần dương. Hắn lại hỏi vậy công đức là gì và một năm công đức được tính thế nào? Sư phụ của hắn không giải thích, mà đưa cho hắn mấy cuốn sách, bảo hắn tự học tự hiểu lấy hắn nhớ trong cuốn trừ tà ký dạy của kiêm thiện chân nhân có viết, công đức là công phu tu tập bệnh, có ý lợi cho chính mình, nghĩ là hàng ngày chúng ta tu luyện, hoặc tập các loại kinh văn, các loại pháp môn, hoặc là chúng ta đi trừ ma bắt quỷ, thông qua những hoạt động đó, những thứ chúng ta hiểu được. Chúng ta làm được để giúp chúng ta thoát khỏi sinh tử, luôn hồi lục đạo chính là công đức. Một năm công đức thực ra là một thứ cảm giác ở những người lắc đạo mỗi khi chúng ta cảm thấy tuổi thọ của chúng ta trong tương lai nhiều thêm một tuổi đấy là lúc chúng ta gom đủ một năm công đức ngoài ra trong cuốn tu đạo lục của hoàng thập chân nhân có viết nếu như so sánh việc tu đạo với việc làm quan thì tu vi chính là quan chức pháp lực chính là những kẻ vâng lệnh giới quyền của mình còn công đức nó giống như tiền lương bổng lộ hai người gặp nhau muốn biết tu vi ai cao hơn đáp án là so công đức công đức 50 năm, năm đương nhiên có tụ vi cao hơn công đức 40 năm, cũng giống như quan bổng một ngàn đấu gạo thì chức to hơn quan. Vậy tại sao người tu đạo cực kỳ coi trọng công đức? Rất đơn giản, có tiền chúng ta có thể mua quan bán chức, có tiền chúng ta có thể thuê người, thậm chí tạo ra cả một đội quân giới trướng. Nếu có đủ công đức cần thiết, người tu đạo có thể rời non lớp bể, khai thiên lập địa. Sau khi giúp bác Hạc Phi trừ ma, Minh Khánh lại cảm thấy hắn gom đủ thêm một năm công đức. Hắn đang tính lại xem mình có được bao nhiêu năm công đức rồi thì mắt tối đẹp. Hắn đành thuê xe trở về huyện Tân Phúc tìm Đại sư Huy. Chỉ có điều Minh Dũng đã được mời đi bắt ma ở nơi khác. Cuộc sống không thấy ánh sáng quả thật rất khổ cực. Những ngày đầu, Minh Khánh thường xuyên gặp phải tình trạng rau xào chấm nước tương, cá rán chấm nước canh. Chưa kể việc đầu đội cửa mặt chạm đất liên tục những con đường ma hắn đi qua mỗi đêm cũng khiến hắn liên tục mất ngủ có âm nhãn minh khánh mới biết trên đời này ma quỷ nhiều vô số kẻ. hầu hết chúng là những linh hồn chưa được siêu thoát bình thường chúng sẽ lẩn trốn con người năng lực của chúng rất yếu ớt khác hẳn với đám quỷ tà ác mà minh khánh bắt trước đây hôm nay minh khánh đã siêu độ cho ba cái âm hồn một đứa trẻ bị chết đuối một bà cụ bị xe ngựa cán và một người đàn ông tham vàng vì lo cho túi vàng chôn ở sau nhà nên chẳng siêu thoát nổi thường thì ban ngày đám âm hồn đều trốn hết nhưng minh khánh thi thoảng vẫn bắt gặp một số hắn thường ưu tiên siêu độ cho những trường hợp thế này trời đã về chưa cái hoa y bức làm minh khánh khó chịu đường về nhà trọ xa quá hắn đành chui vào hàng quán bên đường xin nước may thay có người bán hàng thương hắn mù lọt, múc cho hắn một bát nước đầy. Minh Khánh cảm ơn, uống từ từ từng ngụm. Nước mắt và ngọt quá. Đang uống nước thì Minh Khánh thấy một cái linh hồn kỳ quái ven đường. Nó trọng ngược người, đầu rút dưới cống, hai chân dơ thẳng lên trời. Minh Khánh đang phân vân không biết có nên giúp nó siêu độ không thì nghe thấy tiếng chân đi qua, đồng thời có tiếng kim loại rơi vào vào bát nước đang uống dợ của hắn. Minh Khánh kêu lên, ai vừa thả gì vào bát của bẩn đạo vậy? Hắn liền nghe thấy tiếng con gái, không phải của một người mà là của một đám. Ông đạo sĩ đúng là mù thật. Giang muộn bố thí đúng người rồi. Có một cô gái đứng ở gần trả lời hắn, tôi thấy đạo trưởng bị mù nên biếu ngại chút tiền uống nước. Minh Khánh thấy cô lễ phép, lại có lòng thương người, cũng không trách cô, chỉ nói, bẩn đạo đúng là đang uống nước dở thì cô thả tiền vào bát mấy cô gái nghe thế cười ồ lên. Cô gái bố thí tiện cho Minh Khánh đang lúng túng thì nghe hắn nói, phiền cô nương lấy tiền ra được không? Bẩn đạo cũng không phải túng quẫn lắm. Lòng tốt của cô bẩn đạo xin cảm tạ. Cô gái liền tới lấy tiền, miệng xin lỗi dối dít. Thử, quần áo thì rách không biết bao nhiêu miếng rồi mà vẫn còn làm kêu. Minh Khánh nghe thấy một cô gái khác mị mai, mặt đỏ bừng không phải hắn không có tiền mà bởi vì hắn đang bị mù, tìm một tiệm may tốt không dễ. Với lại hắn đang ứng kiếp, suốt ngày vội vàng siêu độ linh hồn, tìm kiếm công đức, không có thời gian quan tâm đến quần áo. Hắn cũng không ngờ quần áo hắn đã rách giống ăn mày rồi. Cô gái bỏ tiền vào bắt hắn chợt nói, đạo trưởng, xin lỗi vì đã làm ngài không có nước để uống. Tôi mời ngài đi uống trà bù lại được không? Minh Khánh chưa kịp trả lời thì có người phản đối. Nghe giọng là cô gái vừa mị mai hắn xong. Giang muội vào đâu múc cho hắn bát nước khác là được rồi, cần gì phải mời hắn đi uống trà. Thúy ti, chỉ là một bát nước trà thôi mà. Tìm xem. Người ta chừng này tuổi đã bị mù, thật đáng thương biết bao. Nghe nàng nói thế, cũng không ai phản đối nữa. Nàng liền nắm lấy tay áo Minh Khánh, dẫn đường cho hắn không biết có phải do âm nhãn hay không mà hắn cảm thấy hai người bọn họ có. Thế là hắn lẽ đẽo đi theo nàng. Trên đường đi, hắn mới biết cô họ Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Lam Giang, là người ý tuổi nhất trong mấy cô gái ở đây. Bọn họ vừa lên chùa thắp hương về. Đang định đi uống trà thì gặp Minh Khánh. Mặc dù không thấy đường nhưng Minh Khánh biết mấy cô gái vào một quán trà cao cấp. Bởi vì hắn ngửi thấy mùi trà thơm phức, rất dễ chịu chưa kể bọn họ phải đi lên lầu. Rồi chọn gian uống trà riêng nữa. Chương 16, trò chuyện. Trong khi các cô gái nói đủ thứ chuyện với nhau, Minh Khánh thong dong uống trà. Trà rất thơm, uống vào lưu lại vị ngọt trên miệng, rất thích hợp với đàn bà con gái. Lam Giang lúc này mới hỏi hắn, trà ở đây có hợp khẩu vị của đạo trưởng không? Minh Khánh chưa kịp đáp thì có một cô gái đã trả lời hộ. Hắn làm gì có khẩu vị gì mời hắn uống loại trà cao cấp này khác nào cho châu ăn hoa mẫu đơn. Cô nương thật thông minh, nói rất đúng ý bẩn đạo. Minh Khánh gật gù khen cô gái. Các cô gái phì cười. Cô gái vừa mị mai hắn thấy hắn không những không giận mà còn vui, tức lắm tiếp tục nói xấu hắn. Đạo sĩ gì mà miệng lưỡi lém lịnh thế? Không khéo lừa được một đống tiền của người khác rồi cũng nên. Thúy tiện, làm sao có thể nói người khác như vậy? Minh Khánh chưa kịp đáp lời thì Lam Giang đã giận dỗi đáp thay hắn. Nhưng nàng rất ngạc nhiên khi nghe Minh Khánh nói. Cô nương nói rất đúng. Bận đạo quả thật nhận của người khác khá nhiều tiền. Hắn đang rất xấu hổ. Từ khi xuống núi đến giờ, số tiền công đức mà hắn nhận sau khi bắt ma đã lên tới mấy ngàn lượng, thậm chí còn không dám mang theo cho người vì nhiều quá. Gì cơ? Thúy Tị vừa uống một ngụm trà thì phun hết cả ra ngoài mấy cô gái nghe hắn nói thế liền trêu nặng. Thúy tị thật hiểu hắn nha. Khéo kiếp trước hai người là một đôi cũng nên. Lam Giang liền hỏi hắn, đạo trưởng thật sự đi lừa tiền của người khác sao? Minh Khánh trả lời, bận đạo có lừa gạt ai đâu. Chỉ là sau khi xong việc họ cứ rúi tiền vào tay bận đạo, bận đạo không từ chối nổi. Đạo trưởng làm nghề gì mà bọn họ đưa cho ngài nhiều tiền vậy? Bận đạo giúp họ bắt ma quỷ, nghe hắn đáp lời, thúy tị lại bắt đầu chen vào đạo trưởng năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà đòi bắt quỷ tôi thấy quỷ bắt ngài thì đúng hơn lam giang cũng tò mò lắm hỏi hắn đạo trưởng thật sự biết bắt quỷ ngài bắt được mấy con rồi minh khánh giơ tay lên tính tính toán toán một lúc mới vỏ đầu bứt tai nói bẩn đạo cũng chẳng nhớ rõ nữa khoảng hơn một ngàn con gì đấy thúy tị phỉ cười nói với hắn tôi giả sử đạo trưởng ba ngày bắt một con quỷ, một ngàn con là ba ngàn ngày, tức là hơn tám năm đó nhà. Xin hỏi đạo trưởng bắt quỷ từ năm mấy tuổi? Các cô gái cũng cười. Minh Khánh đáp, bẩn đạo bắt quỷ từ năm tám tuổi, đến nay cũng được gần chín năm. Cô nương tính rất chuyện. Bẩn đạo chưa từng thấy ai thông minh như cô nương. Các cô gái nghe vậy trợn mắt há mồm. Lam Giang hỏi hắn, Lần đầu tiên đi bắt quỷ đạo trưởng có sợ không? Ngài giỏi thật. Lúc 8 tuổi tôi chỉ biết theo cha đòi mua kẹo mà thôi. Minh Khánh trả lời, sợ vãng cả gia quần ấy chứ. Cơ mà sư phụ của bẩn đạo nói nếu bắt được quỷ sẽ thưởng cho một rổ kẹo được. Bẩn đạo cũng đành ngắm mắt đưa chân. Các cô gái nghĩ rằng hắn nói láo, thế là nhao nhao trêu hắn. Đạo trưởng nhà Vi Tị đang có quỷ này. Ngài đến bắt dùm nhà. Vi Tị! có vị bắt quỷ siêu đẳng đến giúp tỷ này giá bắt quỷ chỉ có một rổ kẹo đường kìa chị em thui nhanh kẹo hết cô gái được gọi vi tỷ cất giọng buồn buồn nói mọi người đừng lấy chuyện này ra đùa nữa trong nhà tôi đã có ba người chết rồi mấy cô gái liền an ủ nặng minh khánh từ đầu đã thấy trên người nặng có rất nhiều âm khí hắn hơi nghi ngờ nhưng không hỏi từ lúc mở âm nhãn không nói âm khí đến hồn ma hắn cũng thấy rất nhiều. Giờ nghe bọn họ nói nhà nàng có quỷ, hắn liền nghiêm giọng nhắc nhở Lam Giang, trên người của cô Vi đó có rất nhiều âm khí. Hẳn là mỗi ngày cô ấy đều tiếp xúc với quỷ. Cô nương không nên đến nhà cô ấy. Tránh bị họ lây. Lam Giang vốn tốt bụng, nghe hắn nói vậy vội vàng kêu lên, đạo trưởng, trên người vi tỷ có rất nhiều âm khí thật sao. Ngài có cách nào giúp tỷ ấy rửa sạch chúng không? Lúc này, cũng quay lại xem bọn họ nói chuyện. Muốn dưỡng sạc âm khí thì dễ thôi, nhưng nếu không trừ được quỷ, thì cô ấy sẽ tiếp tục bị dính. Minh Khánh đáp lời. Thủy tỷ lúc này mới chế nhạo hắn. Đạo trưởng, thật tiếc là nhà vi tỷ đã mời đồ đẹp của quốc sư là Chu Ma đạo trưởng đến bắt quỷ. Ngài có đến cũng chỉ còn lại ít lông tóc của con quỷ mà thôi. Nghe nói đã có người tu đạo đến. Minh Khánh cũng yên tâm và lại Minh Khánh hiện tại đang ứng kiếp. Việc bắt quỷ có thể xảy ra rất nhiều biến cố khó lường. Lúc này, sống yên phận một chút cũng tốt, đỡ phải gặp rắc rối. Minh Khánh gật đầu với Thuế Tị. Mặc dù bận đạo không biết Chu Ma Đạo Trượng, nhưng năm môn đạo phái của Quốc Sư là một môn phái có chân tài thực họ. Bọn họ có truyền thừa mấy trăm năm. Tuy bọn họ chuyên về phong thủy nhưng hẳn là cũng hiểu nghề trừ ma. Thế tỵ lại hỏi, nói vậy ngài so với Chu Ma Đạo Trưởng thì chuyên nghiệp hơn. Ừ Minh Khánh đồng ý với nàng. Hiện tại đang là lúc nghe trừ Trong giới tu đạo, có môn phái nào ở không nhập thế nữa thì hắn không biết. Nhưng hiện tại chỉ có ba môn phái chuyên trừ ma bắt quỷ. Đó là phái phổ linh trên núi Hoàng Lĩnh, dòng họ phạt ở đất Nam Lan và Quang Minh Đạo. Thì ra ngài là cao nhân chuyên bắt ma. Thật là thất lễ, không biết ngài ở môn phái nào tên hiệu của ngài là gì? Minh Khánh đáp, bẩn đạo không có tên, pháp hiệu là Minh Khánh. Bẩn đạo là người của sau này cô nương lên núi chơi, có thể tìm bẩn đạo. Bẩn đạo rất hân hạnh được tiếp đón. Thất kính, thì ra ngài là thiên hạ đẹp nhất người trừ ma Minh Khánh. Từ lâu tại hạ đã được nghe pháp danh, hôm nay gặp được quả thật là tam sinh hữu hạnh. Tuế tỷ lúc này bắt trước lời của người trong võ lâm cái giọng ẹo lạ của cô khiến đám con gái cười một cách sung sướng. Minh Khánh nói, cô nương nói sai rồi. Thiên hạ đẹp nhất người trừ ma là danh hiệu của sư phụ bận đạo. Tại sao cô lại đi gắn lung tung như vậy? Ôi, đạo trưởng 8 tuổi bắt ma, đến nay đã bắt được hơn một ngàn con, vậy mà vẫn không được ngôi thiên. Bận đạo làm sao mà biết được? Sư phụ bắt ma cả đời, không có một vạn thì cũng có chín ngàn con. Minh Khánh vì ngưỡng mộ sư phụ quá nên mới đoán mỏ. Hắn không biết rằng cả giới tu đạo cũng chỉ có hắn, cả vạn con sao. Trên đời có nhiều ma như thế cho thầy trò các người bắt. Nếu như cô gái hỏi vào lúc hắn chưa mở âm nhãn, hắn chắc chắn sẽ do dự khi trả lời. Còn bây giờ hắn giải thích cho cô bằng một giọng chắc nghị. Cô nương, không nên vì cô không thấy mà phủ định những thứ vẫn tồn tại trên đời, tồn tại hàng ngày bên cạnh cô. Cô có biết bên ngoài kia có bao nhiêu ma quỷ không? Bận đạo nó cho cô hay có rất nhiều. Nhiều đến mức không đếm xuể. Ma quỷ là những linh hồn bình thường sau khi chết, bởi vì một lý do nào đó mà bọn họ chưa thể siêu thoát, còn tạm nắn lại trần gian. Bình thường chúng không làm hại ai cả. Thậm chí phần lớn trong số chúng còn sợ dương khí trên người sống làm tổn thương mình. Vì thế chúng ẩn mình vào ban ngày, chỉ ban đêm mới đi ra để hấp thu âm khí. Nói như ngày mai quỷ cũng không đáng sợ lắm. Đáng sợ hay không còn tùy loại. Bần đạo từng gặp những con quỷ đã làm hại cả trăm người, có một đống các loại năng lực khác nhau. Chúng rất khủng khiếp. Đến sư phụ và sư bái chung sức chiến đấu cũng chỉ đánh ngang tay với nó mà thôi. Xem ra sư phụ của đạo trưởng chỉ có tiếng mà không có miếng. Hai người đánh một con quỷ cũng không thắng nổi thế mà dám xương thiện hạ đệ nhất minh khánh trước giờ chưa tha thứ cho bất cứ ai nói xấu sư phụ tức giận đứng lên vỗ bạn cái rầm quát hỏi tại sao cô nương lại sỉ nhục sư phụ của bần đạo bần đạo nói cho cô biết cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất là do cả giới tu đạo dâng tặng việc trừ ma bắt quỷ phái phổ linh của bần đạo nhận thứ hai đố môn phái nào dám xương thứ nhất cô không tin có thể hỏi chu ma đạo trưởng hay cả quốc sư xem bần đạo có nói sai điều gì không chương 17, con quỷ biết tàng hình nói xong minh khánh định bỏ đi thì lam giang níu hắn lại rồi xin lỗi đạo trưởng xin đừng giận thủy tỷ tưởng là đạo trưởng đang đủ nên mới nói vậy thôi đúng không thúy tỷ cô gái gọi thúy tỷ lúc này mới ở đáp lại giọng cô lý dĩ như muối kêu minh khánh buồn bực lắm hỏi Thế nãy giờ bẩn đạo giống đang nói đủ lắm sao? Giống. Mấy cô đẹp, hắn đành ngồi lại xuống ghế. Cô gái có nhiều âm khí hỏi hắn, đạo trưởng trên người tôi thật sự có nhiều âm khí sao? Thật. Minh Khánh đáp cụt lụn. Trả lời xong hắn mới phát hiện từ khi Dương Nhãn mất đi, hắn rất hay nổi nóng và thiếu kiên nhẫn. Hắn nhớ trước đây hắn rất nhẫn nại, kiên chỉ giải thích với những người bị quỷ ám, thậm chí cầu người ta để bắt quỷ rụi. Minh Khánh quyết định từ hôm nay trở đi mỗi ngày đều. Cô gái có nhiều âm khí lại hỏi hắn, đạo trưởng có thể thấy được âm khí và quỷ hồn sao? Minh Khánh đáp, không thấy làm sao mà bắt. Cô nương cứ nói đủ. Cô gái giải thích, ý tôi không phải là cảm thấy mà. Minh Khánh trả lời, có gì khác nhau? Cô gái nói, ngay từ đầu Chu Ma đạo trưởng đã phát hiện trên người tôi và gia đình có rất nhiều âm khí ông nói rằng mọi người vẫn thường xuyên tiếp xúc với con quỷ. Chỉ có điều ông tỉ mấy đêm rồi vẫn không ra mà thôi. Chu ma đạo trưởng còn nói có những loại quỷ rất giỏi ngụy trang. Chỉ có những kẻ đắc đạo, nhìn thấy được quỷ hồn mới có thể tìm ra. Còn những người như ông ấy chỉ có thể cảm nhận nên dễ dàng bị qua mặt. Minh Khánh ngăn chán suy nghĩ, miệng nói lên nghi vấn của mình. Quỷ hồn thường hoạt động trong một phạm vi nhất định, thông thường nó ẩn mình vào ban ngày và đi ra hấp thụ âm khí vào ban đêm. Lúc con quỷ hấp thu âm khí là lúc nó dễ bị phát hiện nhất, cho nên từ xưa thầy trừ tà vẫn luôn đi tìm quỷ vào 2 giờ tí. Dự. Rất hiếm có con quỷ nào có thể trốn qua được 2 giờ này. Chu ma đạo trưởng tìm mấy đêm liền vẫn không thấy thì thật kỳ quái. Chu ma đạo trưởng nói chỉ có một lý do duy nhất đó là con quỷ này ngụy nó che giấu hết số âm khí bên ngoài khiến ông không cảm nhận được. Chu Ma đạo trưởng nghi ngờ con quỷ là một người trong gia đình chúng tôi. Thế là ông bắt cha tập hợp mọi người lại, rồi dán cho mỗi người một lá bùa. Chúng tôi bị đau ê ẩm cả người vì lá bùa đó, nhưng con quỷ thì vẫn không lộ mặt. Minh Khánh nói, Chu Ma đạo trưởng làm rất đúng. Nếu là bẩn đạo, bẩn đạo cũng làm hẹt như thế. Cô gái có nhiều âm khí tôi mong ngài có thể đến giúp chu ma đạo trưởng một tay trừ được quỷ rồi gia đình tôi xin hợp tạ đạo trưởng thấy minh khánh không nói gì cô gái vội vàng nói ngài có yêu cầu gì xin cứ nói gia đình chúng tôi nhất định sẽ làm theo chỉ mong ngài nhón tay làm phúc giúp chúng tôi diệt trừ con quỷ tôi đội ơn ngài suốt đời không phải bẩn đạo gây khó dễ gì bắt quỷ là nghề của bẩn đạo nhưng môn phái của bần đạo đã quy định không được tranh bắt quỷ với người khác. Thôi được rồi, bây giờ cô nương vẻ nói hết với chu ma đạo trưởng, nếu ông ấy muốn, bần đạo sẽ đến giúp ông ấy một tay. Cô gái mừng lắm, vội vã đứng lên. Cảm ơn đạo trưởng đã đồng ý giúp, tôi sẽ về nói với chu ma đạo trưởng ngay bây giờ. Minh Khánh xua tay nói, từ từ đã, bắt quỷ còn nhiều thời gian. Cô hãy kể cho bận đạo nghe đầu đuôi câu chuyện ở nhà ra sao đã cô gái bắt đầu kể. Nàng tên là Hoàng Vi. Nhà nàng là một chi của dòng họ Hoàng Lượng danh đất Kinh Bắc, di cư đến. Cả nhà nàng sống trong một khu trang viên rộng rãi. Cuộc sống vẫn êm đẹp cho đến cách đây 8 ngày, cha nàng quyết định xây thêm một khu nhà bốn gian cho anh trai nàng ra ở riêng. Thợ vừa chặt cây đã, đó là một bà cô của nàng. Bà là người khó tính hay bắt bẻ người khác nên mọi người không nghĩ là do quỷ mà chỉ cho là bạc bị ai đó trả thù. Huyện Tân Phúc là trung tâm của cả phủ lộ, quen biết rộng. Thế là quan tri phủ tự mình đến điều tra án, cuối cùng bắt giam một người anh họ của nàng. Nhưng buổi sáng vừa bắt xong thì đến tối lại có người chết. Lần này đến lượt vợ bạc, quan tri phủ rất xấu hổ, đành thả người, rồi lại đến nhà nàng điều tra. Việc truy tìm hung thủ bị bế tắc cả ngày hôm đó người duy nhất không có bằng chứng ngoại phạm lại chính là ông chú của kẻ mà hết lòng yêu thương chiều chuộng người vợ ba mới cưới. Ai ngờ buổi tối lúc quan phủ đang thẩm vấn người trong nhà thì một tên lính lệ bị giết chết một cách rất dã man. Lúc này cha nàng và quan, cha nàng vốn quen biết với Chu Ma đạo trưởng từ hồi đạo trưởng chỉ là một gã học việc trong phủ của quốc sư nơi kinh thành, bèn mời ông đến diệt trừ giúp. Ngày Chu Ma đạo trưởng đến nhà, ông nói ngay trên người mọi người có âm khí, trong nhà nhất định có một con quỷ. Ông bắt đầu đi khắp nơi trong nhà. Cuối cùng Chu Ma Đạo trưởng chỉ ra lý do quỷ làm hại người chính là bởi vì sự con quỷ vốn đang sống yên bình thì bị quấy phá, nó bắt đầu trở nên hung dữ và điên loạn. Ông chỉ đạo lấp lại móng nhà đã đạo, trồng lại cây như cũ thì con quỷ không làm hại người nữa. Hôm nào ông cũng thức cả đêm dắt chó mực, cõng gà trống đi dạo trong trang viên. Minh Khánh nghe vậy liền khẳng định con quỷ này cực kỳ khó nhận. Dòng máu trừ tà trong người lại trỗi dậy. Bởi vậy hắn quyết định đi cùng Hoàng Vi đến nhà. Hắn muốn nói chuyện với Chu Ma Đạo trưởng. Minh Khánh vừa được Lam Giang dắt ra cửa thì nghe tiếng có người kêu. Cô Vi, ông gọi cô, có chuyện gì thế Tam Bảo? Hoàng Vi hỏi. Chu Ma Đạo trưởng chết rồi, ông muốn mọi người thu dọn đồ đạc rồi dọn đến nơi khác tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hoàng Vi A, vội vàng nói, làm sao mà chết? Đêm qua vẫn thấy ông ấy dắt chó đi bắt quỷ cơ mà. Tam bảo không biết. Sáng nay lúc người hậu đưa cơm sáng vào phòng thì thấy đạo trưởng đã chết rồi. Sai mọi người dọn nhà ngay trong lúc trời còn sáng. Chúng con đã đi tìm cô khắp nơi. Cô Vi chúng ta mau về nhà đi. Hoàng Vi quay sang Minh Khánh ngập ngừng nói, đạo trưởng, chúng ta. Minh Khánh gật đầu với cô, "Đi thôi. Chúng ta đến nhà cô xem thế nào." Bần Đạo không tin con quỷ có thể trốn qua được mắt của Bần Đạo. Chương 18: Suy đoán và sự thật. Khi người ta tò mò, người ta sẵn sàng từ bỏ những gì người ta quen thuộc và chấp nhận rủi ro, ngay cả khi điều đó làm con người ta lo sợ. Con gái thường sợ ma quỷ, rắn rết. Nhưng đám con gái vẫn có người đi theo xem Minh Khánh bắt mà đó là Lam Giang và Thúy Tị của cô. Lam Giang kể cho Minh Khánh rằng Thúy Tị chỉ lớn hơn nàng có một tuổi. Tên đầy đủ của Thúy Tị là Lý Thị Thúy. Con gái ấy của quan liêm phóng, chuyên thanh tra, giám sát các chức quan khác ở phủ lộ bình an. Bởi vì Thúy Tị rất thông minh và thích trêu chọc người khác, cho nên qua tuổi cập kê rồi mà vẫn chưa có ai tới dặn hỏi. Thúy Tị nghe thấy Lam Giang nói chuyện của cô thì giận lắm thịnh thoảng lại nhéo Lam Giang một cái. Lúc đến trang viên thì mọi người đang vội vã dọn nhà. Bên cạnh hàng xe bỏ xe ngựa, đồ đạc chất từng đống. Đám người giúp việc đang bận rộn khương đồ từ trong nhà ra, rồi chất lên xe. Thấy Hoàng Vi, bọn họ chào cô một cách thân cận, xem ra cô đối đãi với mọi người trong nhà rất tốt. Minh Khánh thấy trên người bọn họ cũng dính không ít, Hắn cũng không vội tỉnh quỷ mà bảo Hoàng Vi dẫn ra nơi mà Chu Ma đạo trưởng sửa đội phong thủy. Xem xong hắn tính toán một hồi, rồi nói với Hoàng Vi. Đúng là vẻ khoản xem xét định thế thì bận đạo thua kém Chu Ma đạo trưởng. Nơi này không có vấn đề gì, chúng ta đi gặp cha cô thôi. Bốn người bọn họ đi qua một con đường lát đá, nằm giữa hai hàng hoa dâm bụt đang khoe sắc đỏ rực rỡ, rồi đi vào nhà chính. Trong phòng khách. Cha của Hoàng Vi đang nói chuyện với một quan tri phủ. Ông tên là Hoàng Lỗi, là chủ của trang viên này, đồng thời cũng là trưởng của chi họ Hoàng ở Tân Phúc. Thấy con gái trở về mang theo một đạo sĩ trẻ, ông kinh ngạc lắm. Hoàng Lỗi vốn là người làm ăn, giỏi quan sát lẫn giao tế. Ông liền chưa vội nói chuyện. Ông thấy đạo sĩ bị mù, tay cầm một cây gậy dò đường. Cây gậy được lột vỏ khá vội vàng trên thân gật còn nhăm nhở vết cạo. Bộ đạo bào trên người đã rách nhưng chất vải thuộc loại tốt. Đôi giày hắn mang là giày vải nhưng bên trong lót ra là loại giày chỉ có những người giàu có mới mang. Khuôn mặt hắn sáng sủa, tóc tai gọn gàng, móng tay cắt ngắn. Những điều này làm ông phân vân, không biết hắn là cao nhân hay kẻ lừa gạt. Ông mới hỏi con gái, vì con, vị đạo trưởng này là Hoàng Vi chưa kịp bận đạo pháp hiệu minh khánh đến từ phái phổ linh trên núi hoàng lĩnh nghe vì cô nương nói nhà có quỷ nên đến xem hy vọng không làm phiền thí chủ hoàng lỗi đáp không dám xin mời minh khánh đạo trưởng ngồi vì con mau bảo người dâng trả thí chủ thứ cho bận đạo nói thẳng thí chủ dọn nhà lúc này là một hành động rất không khôn ngoan minh khánh đi luôn vào vấn đề chính hoàng lỗi nhíu mày Ông nghĩ một lúc rồi mới trả lời. "Xin hỏi đạo trưởng, việc tôi chuyện nhà có điều gì không tốt? Chẳng lẽ cứ để yên cho ác quỷ giết sạch người trong nhà mới là khôn ngoan chăng?" Thí chủ từ từ nghe bẩn đạo giải thích. Sau khi nghe chuyện, Bần đạo suy đoán thế này: "Con quỷ đã tồn tại từ rất lâu trước trong nhà thí chủ, chỉ có điều nó không hại người mà thôi." "Đạo trưởng hãy khoan, ý đạo trưởng là chúng tôi từ trước đến giờ sống chung với quỷ ư?" Đúng thế. Bần đạo cũng không biết nó ở trong nhà thí chủ từ bao giờ. Nhưng bần đạo chắc chắn một điều việc sửa đổi phong thủy trong trang viên không tạo ra quỷ. Việc này chỉ khiến âm dương điên đạo. Làm con quỷ phát điên mà thôi. Chu ma đạo trưởng sửa phong thủy lại như ban đầu và con quỷ không làm hại người nữa. Điều đó đã chứng thực suy đoán của bần đạo. Nếu bây giờ thí chủ chuyển đi, có thể con quỷ vẫn sẽ đi theo gia đình của thí chủ. Ở nơi mới không hợp, vận đạo sợ nó sẽ làm ra một số chuyện. Thứ cho bạn quan ngắt lời, nhưng chu ma đạo trưởng chết rồi. Kẻ giết ông ấy chắc chắn là con quỷ. Điện này nói lên một điều những thứ ông ấy làm chưa hẳn đã chính xác, hơn nữa những thứ đạo trưởng nói cũng chỉ là suy đoán. Thưa quan lớn, nói về xem phong thủy, chu ma đạo trưởng đã họp được chân chuyện của quốc sư bần đạo đã xem qua những thứ ông ấy dựa quả thật không chê vào đâu được ông ấy chỉ sai lầm khi cố chọc giận con quỷ trong khi không đánh giá đúng thực lực của nó mà thôi đạo trưởng có thể đánh giá đúng thực lực của con quỷ sao đạo trưởng giọng đẩy nghi ngờ bần đạo cũng không biết con quỷ này mạnh đến mức nào bần đạo chỉ biết nó rất giỏi ngụy trang hầu như không thể bắt được nó dựa vào những cách thông thường bần đạo có hai giả thiết Thứ nhất con quỷ này rất mạnh, mạnh đến nỗi ban đêm nó không cần ra hút âm khí, đương nhiên nó có thể khống chế sức mạnh của mình, không hề khiến người trừ ma cảm nhận được. Thứ hai con quỷ này có một vỏ bọt cực kỳ hoàn hảo. Nó có thể hấp thụ âm khí thông qua vỏ bọt, đồng thời che giấu âm khí trong người khỏi cảm giác của người khác. Ông ơi, chạm đến rồi. Đúng lúc này, có tiếng con gái vang lên, hắn là nha hoàn của nhà họ hoàng hoàng lỗi quẹo mắng, chả biết lễ phép gì cả, đạo trưởng đang nói chuyện mà lại cắt ngang. Mau dâng trả cho đạo trưởng đi. Vâng, con xin lỗi. Minh Khánh nói đến đây cũng cảm thấy hơi khác. Bèn nhận lấy chén trà từ tay cô. Đột nhiên choang, chén trà rơi xuống đất. Hoàng lỗi cao mày định mắng nha hoàn thị thì Minh Khánh đã hỏi một câu làm ông sửng sốt. Sau đó là cơn ớn lạnh bắt đầu chạy từ đầu xuống chân cô là người hay quỷ nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lạnh bút như trong hầm băng quan trì phụ hoàng lỗi hoàng vi lam giang thuế tỷ đều nhìn chằm chằm vào ả à nha hoạn nàng đã khá lớn tuổi có nước da trắng trẻo làn môi hơi thâm cái mũi to và kẹt nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt mái tóc rối đẻ xó bên vai nàng hỏi lại minh khánh quỷ hay người thì khác gì nhau Minh Khánh và năm người chưa kịp phản ứng thì cửa căn phòng trở nên tối om oanh. Hai bàn tay đang thò vào áo lấy tạ vật với bùa chú của Minh Khánh bị cái gì trói chặt. Trong bóng tối, chỉ có hai con mắt của nàng sáng như đèn. Nàng nói, nếu các người không phát hiện ra, chúng ta có thể bình yên dọn đến nhà mới. Bây giờ thì để giữ bí mật ta đành phải tiễn các người xuống âm ti vậy. Lúc này trong bóng tối, mọi người mới thấy thứ đang quấn lấy họ là vô số những sợi tóc dài hàng chục thước tỏa ra từ trên đầu của nàng. Những sợi tóc đó vừa dai vừa cứng, khiến ai bị trói đều không thể cửa quậy nổi. Nàng bắt đầu treo cổ họ lên bằng chính mái tóc của mình. Bên ngoài những người rút việc vẫn tất bật chuyện đồ lên xe. Chẳng ai để ý đến căn phòng khách đã đóng kín cửa. Chương 19, Thợ San Quỷ Minh Khánh nhận ra mình vẫn coi thường việc ứng kiếp từ xưa đến nay, thầy trừ tà ứng kiếp vẫn là bội hội giữa làn danh sống chết, đi lẹt một bước là đến xương cốt cũng chẳng còn một mộng. Chỉ vì là ban ngày nên hắn bắt quỷ mà tạ vật, bùa chú, kiếm chẳng cầm sẵn nơi tay. Thêm nữa hắn quá phụ thuộc vào âm nhãn. Bởi vì âm nhãn có thể nhìn thấy hết thảy quỷ hồn, kể cả khi chúng giấu sau tường hoặc dưới đất. Hắn quên đi con mắt tốt nhất của người tu đạo là cảm giác, là giác quan thứ sáu cho nên hắn phải trả giá cho những sai lầm của mình. Con quỷ sẽ không cho hắn bất cứ một cơ hội nào. Tóc của nó trên cổ hắn giống hệt một sợi. Tu đạo mười một năm chỉ giúp hắn có thể chịu đựng lâu hơn người bình thường một chút. Cái chết đã kẻ cận hắn, tự thần đang vẫy gọi hắn. Năm người kia cũng không khá hơn Minh Khánh bao nhiêu. Bọn họ cũng đã bị treo lên. Quan chi phủ cố họ hét cứu mặt nhưng tiếng kêu của quan cũng chỉ khọt khẹp trong cổ họ con quỷ đang vui vẻ xem bọn họ dãy a à cho đến chết bỗng kêu thé lên một đoạn tóc dài của nó rồi hóa thành cho ngay tức khắc con quỷ gào lên mi đang cầm cái gì mà có thể làm tổn thương ta đây là bùa hộ mẹ mẹ làm cho tôi tiếng lam giang vang lên làm minh khánh đấy lên miệng hy vọng nàng xem ra vừa nãy cũng bị nghẹt thở suýt chết con quỷ tức giận nói tuy ta không thể chạm vào mê nhưng ta có thể giết mi bằng cách khác. Lam Giang nói, tôi biết thế. Cho nên nàng nhảy sổ vào ôm chậm lấy những lọn tóc đang. Con quỷ lại kêu ré lên, đoạn tóc đang trói Minh Khánh bị cháy thành cho. Quỷ liền há miệng phun ra một đám khói vẻ phía Lam Giang khiến nàng ngất đi. Nhưng lúc này Minh Khánh đã lấy được bùa chú và tạ vật ra. Hắn mở hộp gỗ sơn đỏ, bên trong là một chiếc khăn tay màu đỏ pha trắng con quỷ vượt thấy chiếc khăn thì kêu lên đau đớn, hai tay ôm lấy đầu, những sợi tóc đang trói những người khác cũng bị nó thu về. Minh Khánh lao tới dán một lá bùa chấn hồn vào người con quỷ. Con quỷ ngã gục xuống. Bàn tay của nó run lẩy bẩy cố gỡ lá bùa ra nhưng mỗi lần tay chạm vào lá bùa, nó lại giật giật như lên cơn động kinh. Lúc này Minh Khánh đã dán thêm một lá bùa nữa vào chán con quỷ. Minh Khánh chờ cho nó nằm im bất động bắt đầu đọc kinh siêu độ. Con quỷ rãy đành đẹp, nó đang cố níu lấy thân thể, chống đỡ lấy sức mạnh từ luân hồi lục đạo. Minh Khánh thấy nó ngoan cố như thế, liền dán cho nó một lá bùa diệt hồn, sau đó bắt đầu đổi sang đọc tiêu hồn chú. Loại đạo chú này có tác dụng làm tiêu tan linh hồn trong thân thể người bị dán bùa. Rất dễ làm tổn thương công đức người đọc nên Minh Khánh cực kỳ ít dùng chỉ những con quỷ nào không thể siêu độ hắn mới phải sử dụng. Con quỷ nào chống lại được thứ đạo chú mãnh liệt như thế? Linh hồn liền tan biến, bỏ lại một bộ thân thể. Lúc Minh Khánh ngừng đọt, thân thể của quỷ bắt đầu bốc cháy, một lúc sau chỉ còn lại một đám cho bụi hôi tanh. Thật kỳ lạ, sau khi Minh Khánh diệt con quỷ xong, lại có một linh hồn khác bay ra, cúi đầu cảm tạ hắn, rồi nhảy vào vòng luân hồi. Minh Khánh cảm thấy mình lại có thêm một năm công đức. Lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh lại. Bởi vì trong phòng tối em em nên không ạ, ánh sáng chiếu vào làm tất cả trói mắt. Một cơn gió buổi chiều mát lạnh thổi qua nền đất, cuốn sạch đám cho bụi từng là thân xác của quỷ, biến căn phòng trở nên sạch sẽ như ban đầu. Quan chi phủ bởi vì lỡ kẻ ra quần. Xấu hổ vội vã chạy về phủ. Tối hôm đó, minh khánh được hoảng lỗi và hoàng vi mới ăn cơm cả thúy tị và lam giang cũng ở lại để nghe hắn kể về đoạn kết của con quỷ nghe xong tất cả suýt xoa một hồi thúy tị mới tò mò hỏi đạo trưởng nói vậy lần này công lớn nhất thuộc về giang mùa đúng không minh khánh gật đầu đáp đúng vậy lần này bởi vì bần đạo khinh thường con quỷ khiến tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm nếu không có cô giang cứu hắn lần này bẩn đạo đã chết rồi thúy tị danh mãi nói nếu thế lần này đạo trưởng không được lấy tiền công bắt quỷ số tiền đó giang muộn sẽ cầm hộ ngại minh khánh cười thật tiếc môn phái của bẩn đạo cấm lấy tiền công bắt quỷ nếu không bẩn đạo nhất định sẽ trả tiền cho cô giang thúy tị ngạc nhiên lắm hỏi ngài không phải nói sau khi đạo trưởng bắt quỷ xong người khác đều đưa cho ngài rất nhiều tiền sao Minh Khánh nói, đó là tiện công đức. Người đưa tùy tâm, không có cúng được. Nghe vậy Thuế Tị thất vọng lắm. Âm mưu của nàng bị vỡ từ trong trứng nước. Lúc này Hoàng Lỗi mới hỏi, đạo trưởng, tại sao con quỷ này ở trong nhà tôi lâu vậy? Rốt cuộc nó muốn gì? Minh Khánh trần trừ mãi rồi mới nói. Thực ra, trang viên này được xây theo một loại phong thủy cổ xưa, giúp chủ nhân phát tài phát lộc nó khiến những người sống bên trong dễ dàng gặp may mắn. Có lẽ con quỷ cần cái may mắn đó. Hoàng lỗi nghi hoặc lắm. Ông nói, tôi chỉ nghe quỷ cần hấp thụ âm khí, ăn linh hồn người chứ chưa nghe quỷ cần may mắn bao giờ. Minh Khánh đáp, bởi vì con quỷ này ban đầu là một con người. Hoàng lỗi cau mày lại. Tôi không hiểu lắm. Để bận dạo giải thích. Muốn nói đến nguồn cơn sự việc, Đầu tiên phải nói về cái thời người tu đạo còn sống gần gũi với người thường. Lúc đó, có một môn phái cực kỳ hùng mạnh tên là Ngự Quỷ. Môn phái này có số người rất đông, thực lực rất mạnh, người trong môn phái tính cách cũng rất hung hãn. Phái Ngự Quỷ tôn trọng phương châm dĩ độ trị độ, tức là dùng quỷ để diệt quỷ. Chính môn phái Ngự Quỷ này là nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh giữa những người tu đạo. Sau chiến tranh, phái này bị tiêu diệt những người sống sót chi làm hai nhánh nhập quỷ và dưỡng quỷ nhập quỷ tức là bắt được quỷ rồi người ta không siêu độ nó mà cho nó nhập vào cơ thể nếu người bị nhập vào khống chế được con quỷ kẻ đó sẽ trở thành thợ săn quỷ bọn họ sẽ có được sức mạnh và cuộc sống trường thọ để con quỷ không đói mà ăn mất linh hồn thợ săn quỷ phải đi tìm những con quỷ khác để ăn chúng con quỷ trong người thợ săn quỷ ăn được càng nhiều quỷ thì càng mạnh và thợ săn quỷ càng có nhiều quyền năng lẫn tuổi thọ. Tuy nhiên thợ săn quỷ có một điểm yếu đó là độ nguy hiểm quá cao. Vào ban đầu nếu người bị quỷ nhập không thể khống chế được con quỷ, bọn họ rất dễ dàng bị nó đồng hóa và biến thành quỷ. Con quỷ ở nhà thí chủ là ban đầu là một thợ săn quỷ. Cô ta muốn sử dụng cái may mắn ngơi nhà thí chủ để khống chế con quỷ trong người chỉ tiếc là cô ta thất bại, bị quỷ chiếm mất thể xác. Cũng bởi vậy, con quỷ có thể lợi dụng thân xác con người để qua mắt Chu Ma đạo trưởng rất dễ dàng. Bần đạo mặc dù có được âm nhãn, cũng rất khó xác định. Phần 5, giếng Ma chương 20, Thợ nuôi quỷ Lúc Minh Khánh rời khỏi nhà họ Hoàng, Hoàng lỗi có nhét vào tay hắn một sớp ngân phiếu công đức dạy, còn bảo hắn sau này rảnh thì lại nhà ăn cơm. Minh Khánh cười cảm ơn ông. Đi được một đoạn dài, Minh Khánh mới nhớ ra Thúy Tị và Lam Giang vẫn lẽ đẽ theo hắn. Hắn hỏi có chuyện gì vậy? Thúy Tị mới lộ ra ý định lần tới muốn đi xem hắn bắt ma tiếc. Minh Khánh hơi ngạc nhiên. Dần gian có câu một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Con người bạn tính yếu đuối, bị rắn cắn một lần thì cả đời bị ám ảnh, gió thổi cây rung, thậm chí là sợ dây thừng cũng tưởng rắn cho nên sau khi bị quỷ suýt nữa treo cổ ở nhà hoàng vi hắn tưởng thúy tỷ và lam giang sẽ tránh xa hắn ít nhất cũng không nói chuyện mai quỷ nữa minh khánh cũng không từ chối thúy tỷ chỉ nói tuổi duyên nếu lần sau có dịp hắn sẽ lại dẫn nàng đi thúy tỷ nghe vậy hưng phấn lắm hỏi chỗ hắn trọ rồi vui vẻ kéo lam giang về nhà nàng không biết lúc này trong lòng minh khánh đang rất lo lắng câu chuyện về thợ săn quỷ hắn kể ở nhà họ hoàng hắn không dám kể đoạn dưới cho bọn họ nghe. Bởi vì nghề thợ săn quỷ quá nguy hiểm, những người tài năng trong phái ngự quỷ bắt đầu phát tiện một hướng đi khác đỡ rủi ro hơn, đó là thợ nuôi quỷ. Bọn họ bắt quỷ và nuôi chúng giống như người ta nuôi gà hàng ngày. Bọn họ khống chế quỷ bằng các giao ước, các lời thẻ cổ xưa. Bọn họ dùng đám quỷ nuôi để săn bắt quỷ bên ngoài. Nếu có nhiều thức ăn cho quỷ, một thầy nuôi quỷ thậm chí có thể nuôi đến hàng trăm con điều đáng sợ hơn là nếu như thợ săn không dám cho con quỷ của mình ăn linh hồn người sống thì thợ nuôi quỷ lại không bị hạn chế về việc đó thứ duy nhất có thể ngăn cản bọn họ chính là lương tri và đạo đức của con người một thứ quá xa xỉ với những kẻ tu đạo vì thế thợ nuôi quỷ bị tất cả mọi người căm ghét phù hẳn mỗi khi thợ nuôi quỷ bị phát hiện người tu đạo sẽ đuổi giết bọn họ cho đến chết. Nhưng đã 600 năm từ khi thợ nuôi quỷ trở thành một nghề bị cấm, vẫn có những người quyết tâm đánh bạc về nghề này. Lý do duy nhất đó là sức hấp dẫn của nó này quá lớn. Người thợ chăn nuôi quỷ cho đến khi chúng đạt đến yêu cầu rồi siêu độ và chiếm đoạt sức mạnh của chúng. Sau đó bọn họ lại bắt những con quỷ khác bù vào, rồi lại nuôi, lại siêu độ. Vòng tuyển hoàn đó cứ lặp lại khiến thợ nuôi quỷ có được Ngoài ra, đám quỷ trong tay bọn họ cũng là một lực lượng chiến đấu không thể khinh thường. Một thợ nuôi quỷ bắt đầu họp nghệ với 10 con quỷ, ít nhất có thể đánh ngang với ba người có cùng tu vi. Tuy đều bắt nguồn từ phái ngự quỷ, nhưng thợ săn quỷ và thợ nuôi quỷ lại là những kẻ không đội trời chung. Đơn giản là nếu thợ săn thèm muốn được ăn đám quỷ trong tay thợ nuôi, thì ngược lại thợ nuôi cũng luôn mơ ước thu lấy con quỷ trong người thợ săn làm thủ hạ bởi thế thợ săn quỷ thường xuất hiện ở nơi có thợ nuôi quỷ và ngược lại lần này minh khánh vô tình phát hiện ra một thợ săn quỷ hắn lo sẽ có thợ nuôi quỷ cũng ở nấp trong vùng việc ứng kiếp càng lúc càng khó khăn và phức tạp ai cũng biết thấy trừ tà là thiên định của thợ nuôi quỷ thế nên thợ nuôi quỷ rất thích giết chết những thầy trừ tà còn non trẻ yếu kém trước khi bọn họ trưởng thành trở về phòng trọ Minh Khánh xếp bằng đọc tịnh tâm chú. Kỳ lạ thay, càng đọc hắn càng cảm thấy nóng ruột và bất an. Hắn biết kiếp bắt đầu ảnh hưởng đến cảm xúc, phá hoại sự yên tĩnh trong tâm hồn hắn. Minh Khánh bước xuống giường, ra đến bên cửa sổ. Phía dưới con đường, nhà nhà hẳn là đã thắp đèn lên. Đám âm hồn đã bắt đầu ngao ngoai thức dậy, chỉ chờ mọi người về nhà là bắt đầu ra hút ấm khí. Minh Khánh tự hỏi chẳng biết trong số chúng có con nào là cụ thợ nuôi quỷ không. Minh Khánh đóng cửa sổ lại, leo lên giường. Hắn lục trong gùi, lấy ra chiếc hộp gỗ to nhất. Bên trong là một thanh kiếm kỳ dị. Minh Khánh cắn ngón tay, nhỏ mấy giọt máu lên thân kiếm. Mặc dù không nhìn thấy, hắn cũng biết máu sẽ bị thanh kiếm hấp phu sạch. Bởi vì nó là tuyệt tự tuyệt tôn huyết chú ma kiếm, một thanh kiếm chuyên hút máu động tử từ ông già 100 đến trẻ mới sinh. Tận sâu trong linh hồn, Minh Khánh cảm thấy ma kiếm đang mời gọi hắn cầm nó lên, thỏa mãn những dục vọng của nó, bù lại nó sẽ ban cho Minh Khánh tốc độ. Sức mạnh, và cả quyền năng để có thể tiêu diệt thợ nuôi quỷ. Minh Khánh đóng nắp hộp lại. Thanh kiếm này mặc dù đã được sư phụ chấn áp, sức mạnh đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn rất nguy hiểm cho người sử dụng. Minh Khánh chị có thể dùng vào thời khắc tính mạng của hắn ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài thanh kiếm, Minh Khánh còn có một đòn sát thủ khác nữa là chấn tạ chân ngôn, một loại tuyệt hoặc của Phật môn mà chỉ những người có trên 50 năm công đức mới sử được.